trong đây để xin ghép nữa ba. Trời, chuột còn sống ngay răng luôn ba, đau quá. Ơi cái này chuột mình nó phơi thay giữa chợ rồi ông nội ơi. Trời ơi, cái làm cái ổ rồi nè má ơi, thôi rồi lộm ơi luôn. Mình mới chào các bạn nha, thì bữa nay mình đi cuốn mấy cái bẫy mình gài các bạn ơi. Mấy cái bẫy này mình gài đâu thời mẫu đại thôi giờ lâu lắm lâu luôn à. Mình cuốn ở đây em cũng mấy cái, còn mấy cái kia mình thăm và tiến hành đi các bạn ơi. Cuốn tới bẫy đây nè, nó đây cái luồng này thì gài lâu lắm lâu rồi, nhưng cái đường này nó chẹo quá, chẹo mình phải rút đi các bạn ơi, không rút được nó chẹo đường. Cái này hơn 10 ngàn mới thăm. Con đầu tiên, cái đầu tiên là 9 con các bạn ơi. Nhìn hơi nhỏ. Ok, về mà tới chút xíu mới test luôn nha, chưa test đâu. Rồi tới cái thứ hai luôn. Rồi. Còn chuột luôn, em hay quá em ơi. Chút luôn. Rồi hai cái. Trời ơi cái này chuột mình nó phơi thay giữa chợ rồi ông nội ơi. Trời ơi, cái làm cái ổ rồi nè má ơi, thôi rồi lộm ơi luôn. Rồi cái thứ tư luôn, cái thứ tư là cái thứ bốn luôn. À có phần nha, có phần nha. Rồi em nhỏ nữa các bạn ơi. Qua wow, cũng nhì không nhỏ rồi nghe, cũng bự ơi, bự các bạn ơi, bự có nửa ký á. Được, cũng được rồi, lâu quá không thăm. Ngon các bạn, ngon phần phướng từ lưng dưới cho mọi thôi. Chúng cũng dính cũng rút, mà không dính cũng rút các bạn ơi. Bốn cái rút rồi tới cái thứ năm luôn các bạn ơi. Cái này mình cắt hàng luôn nha, cũng mình cuốn 5 cái à. Cái đường này nó có gắn nhưng mà nó chẹo đường quá, nó chẹo đường. Hy vọng mạnh nha, nhau chuyện đây. Trời, tôi cú đầu quá luôn. Em hay quá em ơi. Rồi, lại đang test hàng nè các bạn nha. Rồi, ok, test hàng luôn. Dạ. Nó ngồi cho nó ổn định các bạn ạ. Còn ngồi đâu xe luôn, chơi luôn. Cái lùng máy này nó dính mà, nhưng mà nó chẹo đường quá, chẹo đường. Thì cũng 5 cái cũng được 2 con các bạn ơi. Còn em, 2 em cũng được rồi, tỷ lệ gần 50 rồi. Cái này theo leo tình này. Rồi 5 cái, ok. Rồi tiến hành bắt gắn thôi. Wow. Bắt gắn bự trước đi. Gắn bự cho nó hên chứ đi. Bự chưa cá. Chúc. Cỡ gắn này gắn cái cỡ nửa ký, hơn nửa ký, nửa ký. Wow. Đồ gô năng. Luôn bẫy đây cả chục ngày mình mới cuốn nè, bởi vì nó lúa thóc cho nó mọc từ lưng dưới thôi nè. Một em. Vô đi bé mắc cỡ gì nữa bé ơi. Bé ơi vô đi cưng. Ừ. Một em nha. Tục. Em thứ hai. Năm cá được hai con cũng ngon rồi. Cái luồng này mình gà ít lắm, gà có mười mấy cái à. Wow. Wow, em thứ hai, em thứ hai sạch bông luôn, gắn xanh lè luôn. Quá đã. Rồi ok, chạy tiếp theo các bạn, mình còn 12 cái nữa. Luồng này mình có 17 cá. Rồi tiếp tục anh em ơi. Phân vô nè, chúng quơ trong lúc vừa ba. Đang nhập gì hôm nay. Chuột còn sống rồi nè. Rồi, cuộc chi tìm gắn đuổi của mình gắn. Cuộc chi tìm gắn khủng mình tiếp tục các bạn. Mình đã tấn công được gần ở bay cho này nha. Để tiếp tục cuộc hành quân. Chỗ này thì gắn khủng thì khỏi nói nè.
Rồi gã sát chuột luôn ba ơi. Chuột rất đặc tình này. Đây đặt lên cái nữa. Rồi gặp ông chủ vườn nữa các bạn. Vô dụng cầm dao ớ. Nói chung đi cầm quỷ. Cút. Mày tên gì quá này? Hả? Sang. Sang, ừ Sang. Biết thấy bệnh nhiều. Rồi con chuột tao ngủm con tỏi à. Thôi thay bẫy luôn. Vậy mấy đây là lão heo còn nhiều không? Nhiều á. Sao ta không gạm dính nè, hay là bẫy tanh không vô? Vô không vô nổi. Bẫy này nhỏ quá, cái bẫy này chỉ đặt không? Không có lớn. Ba con. Còn Phúc đi xiệt bắt bao con nữa. Ừ. Còn con mẹ với cha dữ lắm. Khủng lắm hả? Ừ. Bên kia thì tôi nghe thằng gì đó, thằng gì đó hô bên kia giường khó quá. Bên nào? Cái bà hô bà kia khó mà bảnh còn lùm dữ không? Không. Chống chống gì không đâu, bà chống chống gì hả? Có bà ganh ganh gì không? Không. Có bà ganh là quà chuối nó nhộng nó quá. Ừ. Được mấy cái mà thăm bây giờ cá chọc rồi. Mà sao mà chết nghe hoài luôn. Hy vọng lên không đây. Rồi chết lên luôn. Rồi, cuộc hành trình chi tiêm cắn khủng của mình vẫn tiếp tục nha các bạn. Dù có thắt cả nào thắt nha. Chưa dính luôn. Ok. Rồi, mình còn hai cái cuối nữa nè em ơi. Cuối này luôn. Cuối luôn đây. Trời trời nhảy ghép nữa ba. Trời chục còn sống ngay găng luôn ba. Đau quá. Rồi, có đầu có đuôi luôn. Mình còn cái này nữa các bạn. Cái đó mình kết thúc video luôn. Bên này thắt trắng này. Mà nó cũng ngon. 17 cái. Mình được cái này dính không? Dính là được 3 con. Cũng dính là chất quất. Đâu rồi trời. Đây. À, khối lúa đẩy ra nha. Không phải con chuột đẩy các bạn ơi. Rồi ok. Xong rồi bông. Vừa đặn cho em nó luôn. Mình cũng xảy cái nữa nè các bạn. Rồi bữa nay vậy thì thôi nha. Mình kết thúc video nha. Trời cái bẫy này nó xảy nè. Nó cũ cũ quá rồi. Đem gì luôn. Rồi kết quả. Hàng gắn nhỏ xíu. Rồi bữa nay thắt nha bạn. Thì cũng có 10 mấy cái được nhiêu. Hồi sáng được 5 cái đầu thấy ngon quá trời. Rồi mấy cái sau, 10 mấy cái sau, 12 cái sau chất quất. Xảy gì đâu không. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video theo anh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye.